rau muống, bí đỏ, cà chua, cải đắng, đậu que, chanh, hành. Vâng, nha Chanh mà thôi, mến chào cả nhà nhé. Thì sau một buổi sáng mình đặt hàng thì hàng đã về với tổ của mình. Đây là gừng này, chanh này, đấy. Đây là hành lá này. Đây là bí đỏ này. Đây là rau muống này, đây là đậu này. Đấy, và rất nhiều loại này. Rau cải này. Vâng, lưu ý các bạn là các bạn phải đặt với số lượng lớn và một người hoặc là hai người đại diện của tổ các bạn đặt. Thì khi mà đủ số lượng lớn thì người ta sẽ ưu tiên mình hơn và các bạn sẽ được nhận hàng ngay trong ngày luôn. Đây, rau cỏ rất chi là tươi nhá. Đấy. Chứ các bạn mua những đơn nhỏ lẻ, mua 1-2 cân là các bạn sẽ rất chi là khó mua. Vâng, và người ta sẽ không giao cho các bạn đâu. Người ta sẽ ưu tiên những cái đơn hàng lớn hơn. Đây là cái kỹ thuật mua hàng nó là phổ biến rồi. Vâng. Đấy. Xin chia sẻ các bạn kinh nghiệm mua hàng. Đấy, gừng này. Gừng này mà có thịt gà tuyệt vời. Anh ngửi thấy gừng thơm không anh? Được. Thơm hả? Chanh này đây, những trái chanh mọng nước này. Rồi, bí đỏ, bí ngô này, tuyệt vời luôn. Đấy. Đây, đậu rất tươi nhá. Vâng, rau muống đây, xanh đen. Vâng, xin nhắc lại là các bạn nên tập trung vào tổ hoặc là 10-15 nhà ở gần nhà nhau, cử ra một bạn đại diện đặt hàng. Khi mà có số lượng lớn đó, là cái người bán hàng là họ sẽ tranh thủ họ giao cho các bạn ngay trong ngày thôi, chỉ cần mấy tiếng là họ sẽ giao cho các bạn ngay. Đây, chứ còn mà các bạn mua những đơn nhỏ lẻ là các bạn sẽ rất chi là khó mua. Vâng, đó là cái kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm của nhà Trang tôi là muốn truyền đạt lại cho các bạn. Vâng, cảm ơn cả nhà đã xem video buổi chiều ngày hôm nay.